Chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu bạn cách lắp đặt cửa lưới chống muỗi dạng từ tính. Tôi xin giới thiệu đây là nhựa vô viền xung quanh lưới kê góc từ hít gắn vào nhập nhựa nhập vào lưới. Đây là từ hít dán vào khung nhôm cửa. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn làm sản phẩm mẫu, nên là tôi sẽ làm một sản phẩm nhỏ. Đây, các bạn có thể làm với cái cửa nhà mình tương tự như với sản phẩm mẫu này, và cắt theo kích thước khung thực tế của cửa nhà mình, bạn có thể tự làm ở nhà được. Đầu tiên ta lấy ke nhựa hoặc cái góc ta đút sập vào, sập vào góc làm lần lượt thì làm được 4 cái. Cái này nó rất đơn giản, không có gì cả. Chúng ta không cần phải dùng những thiết bị hỗ trợ nào, cần tay chân không cũng có thể xử lý được. Để kéo để cắt các cái thanh có sẵn theo kích thước thì nó khó theo kích thước kích thước cửa. Ta lấy được kích thước khung cửa, sau đó lưới thì các bạn cắt đúng bằng cái kích thước khung cửa luôn, không cần phải kích thước dài hơn tiên. Sau đó ta lấy cái thanh từ hít khung vào, cái này cạnh này thì ta sẽ đặt hơi nghiêng một tí, hơi nghiêng của nó sẽ ấn rất là được, nó sẽ tự nó sẽ vào rất được. Đây, kéo một chút cho nó căng. Như vậy là đã xong cái ô lưới của mình. Sau đó đây, bây giờ điều kiện để làm nhanh, đây là giấy, tôi đã dán vào giấy, bạn có thể cắt ra cái bóc cái lớp dính mặt đằng sau đó dán lên tạo thành dán theo cái khung cửa. Với vật liệu dính này thì nó có thể dính với cửa nhôm, cửa gỗ và các, sau đó chúng ta đặt lên thì nó sẽ tự hít. Vâng, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong lắp một cửa lưới chống muỗi từ hít rất chi là chắc chắn, không bao giờ rơi được. Cảm ơn các bạn.